Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Phong thủy may mắn rất vui được gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Phong thủy nhà ở. Cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ cho chương trình trong suốt thời gian qua. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi đồng thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng vương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày và từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn theo dõi. Việc đầu tiên, trước khi làm nhà, đồng thổ, cải tạo, xây cất, sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 phải xem mình có phạm vào tuổi đại kỵ không, đó là tăng tai, hoang ốc, kim lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn tam tai. Nếu gia chủ đang phân vân tuổi 1971 xây nhà vào năm nào và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn vướng phải hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe thì suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Phạm vào hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Tuổi Tân Hợi 1971 năm 2021 bị phạm kim lâu hoang ốc, vì vậy năm nay tuổi Tân Hợi không nên đồng thổ xây mới. Quý anh chị cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc chọn tuổi đồng thổ, thiết kế bố cục phong thủy nhà ở để được tài lộc và may mắn suốt đời. Việc tiếp theo chúng ta cần phải xét đến đó là vận đất. Theo lưu niên mỗi năm các thiên tinh đáo đến khác nhau, vậy nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi xem xét cụ thể như sau. Đối với nam bệnh tuổi 1971 Tân Hợi mệnh khôn thổ có 4 hướng tốt là Tây Nam phục vị, Tây thiên y, Tây Bắc di niên, Đông Bắc là sinh khí. Còn 4 hướng xấu đó là Đông họa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát và Đông Nam là ngũ quỷ. Xét đến hướng Tây Nam thì gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Tân Sửu, Thái Tuế, Tài Sửu, những nhà tòa Sửu hướng mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tòa Dần hướng thân, tòa Sửu hướng mùi phạm mộ long biếm vận sát nên việc xây mới sẽ không được an lành gì. Còn những nhà tòa Cấn hướng khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo thêm ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Hợi xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tổng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa hôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Tây thì gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Tân Sửu, những nhà tòa giáp hướng Canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tòa Mão hướng Dậu, tòa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị được kinh tế tốt thì xây dựng vào năm nay sẽ rất tốt lành. Tuổi Tân Hợi 1971 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp được hướng Thiên Y thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài, phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thịnh vượng hơn.
Còn sát đến hướng Tây Bắc thì gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ, năm Tân Sửu, Phạm, Mậu, Kỷ, Đỗ, Thiên, Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn, Phạm và Mộ làm biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Tân Hợi xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn, vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Xét đến hướng Đông Bắc thì gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi 1971 Tân Hợi nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét đến hướng Đông thì gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 phạm Tam Sát. Tam Sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp. Năm 2021 bị phạm vào Bộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hòa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải ngay lập tức trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì cần hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dáng ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tiếp đến đó là hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đéo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Tân Hợi xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tự quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy Tân Hợi khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này. Như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phụ chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi 1971. Giờ ta sẽ xét đến hướng Nam, đó là Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021, sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi xây, muốn xây mới vào năm Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải.
Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Tân Hợi Nam mạng nhà xây hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định và xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cổ phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được hóa giải. Còn trong trường hợp mà gia chủ Tân Hợi đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tiếp đến đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tốt hướng Thìn bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung hoạn. Vậy nên, những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Với Nam mạng Tân Hợi 1971 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Hợi đang ở nhà hướng Đông Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi 1971. Xét đến tuổi Tân Hợi 1971, nữ mạng gồm có 4 hướng tốt, đó là Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí, và 4 hướng xấu đó là Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát, còn Tây Nam là Ngũ Quỷ. Xét đến hướng Đông Nam thì gồm có 3 sơn Thìn Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tốt hướng Thìn bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung hoạn. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi Tân Hợi nữ mạng xây nhà và ở hướng Đông Nam thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp đến đó là hướng Nam gồm có 3 sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh vào năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông gồm có 3 sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp,
bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy uy tín nhất của phong thủy may mắn để được lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp đối với nhà hướng đông. Tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vỗ Khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tương quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn, vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải lưu ý đó là hướng Bắc, gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phủ đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Tân Hợi nữ mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc, hướng đông tự quái là chấn, chủ với nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các thường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng tây bắc, gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Tân Sửu phạm mộc kỷ đô thiên sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào mộ long biến vận sát, nên những nhà hướng tây bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Người tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng bà ở nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng tây nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương cơ thể, suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi 1971. Tiếp đến là hướng đông bắc, gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu bị phạm vào Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn đó bị phạm vào mộ long biến vận sát, thì phải không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng xây nhà hướng đông bắc thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Tân Hợi khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng đông bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng. Còn xét đến hướng tây thì gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Tân Sửu những nhà tỏa giáp hướng Canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tỏa Mão hướng Dậu, tỏa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, nên nếu chuẩn bị về kinh tế tốt thì xây dựng vào được năm nay thì sẽ cát lành và may mắn. Tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tương quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp.
Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Hợi đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi năm 1971. Sát đến hướng Tây Nam thì gồm có 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ, 5 Tân Sửu Thái Tuế Tại Sửu, những nhà tòa sửu hướng mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tòa dần hướng thân tòa sửu hướng mùi phạm mộ long biến vận sát nên không xây mới và sẽ không được cắt lành. Còn những nhà tòa cấn hướng khôn mà xây mới được trong năm 2021 thì sẽ rất cát lành. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị anh chị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Đối với nữ mạng Tân Hợi 1971 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp chấn trạch, vượng lăng phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Hợi đang ở nhà hướng Tây Nam cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Hợi nữ mạng 1971. Quý vị thân mến, năm 2021, Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của hồng phạm ngũ hành khi nạp âm của thái tuế khắc với nạp âm của mộ vận long tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí gia đình, quan vận sự nghiệp thì trắc trở ly hương. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm thái tuế là thổ khắc mộc, vận thủy nhâm thìn nạp âm thủy, các sơn giáp dần thìn tốn tuất khảm tân thân sửu quý khôn canh mùi, năm 2021 không khai sơn lập hướng sẽ phạm phải ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của mậu kỷ đến hướng, đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn hại quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Và năm Tân Sửu, ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay là tu tạo sửa chữa. Còn phạm vào thái tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai, tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021 phạm tuế phá. Năm Tân Sửu 2021 phạm thái tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu trên là bản, nên không xây mới hay là tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn phạm phải tam sát gồm có kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu lưu vào phương Đông Bắc, Đông và Đông Nam gồm có 3 sơn dần mão thìn, chủ tai họa là sát khí của năm cần phải kiêng kỵ. Xây nhà mới phần tọa phạm sát này, bởi khi phạm sát này sẽ gây họa đến đồng thời cả 3 sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà có sơn dần mão thìn không nên xây mới, cũng hạn chế tu tạo phương này tránh tai họa. Còn phạm vào mậu kỷ đô thiên là sát từ trung cung khí sát của thiên can mậu kỷ thì hàng năm con âm không bay về phương mậu kỷ tìm mật. Mậu đô thiên sát nam mệnh, kỷ đô thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng mậu kỷ đô thiên tai họa là lớn nhất. Vào năm 2021 Tân Sửu mậu đô thiên tại tuất, kỷ đô thiên tại hợi, nhà hướng thìn tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng tuất hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cổ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ đồng thổ còn sử dụng phương pháp chấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, chấn trạch chi bảo có nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc chấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp cho những người ở trong nhà được may mắn và cát lành, thâu thu tài lộc.
Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho các gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng bị phạm vào hòa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây, Phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị về việc tính toán xây mới, sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Còn hướng Bắc thì xây đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây dựng nhà cửa và lựa chọn thời điểm chọn năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí, bố cục, nội thất hợp với phong thủy để hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.